Thì đôi mắt khi còn thấy đường không em? Nếu em dở mí lên thì em thấy. Ừ, có thể dở cho mọi người xem. Dạ. Bạn thấy đường đúng không? Dạ. Chứ giờ cũng chưa có yêu ai. Vậy hả? Dạ. Cũng có một số cô, mấy chị ở sớm mà nè. À. Cũng làm mai, cũng ngỏ lời làm mai với mình. Nhưng mà em thì em cũng không muốn. Dạ dạ cô bác quý anh chị, thì quay trở về với cảnh miền Tây sông nước. Hôm nay Bùi Hồ lại tiếp tục qua huyện Phú Tân, gần quê hương nơi anh Mến sinh sống, tìm về hoàn cảnh của một cô gái. Trên gương mặt của cô gái này thì có một khối u, không biết đã có từ bao lâu, nhưng một khối u nó chiếm hơn phân nửa của phần mặt của cô gái và làm cho cô gái đau đớn, làm cho cô gái này không khỏi đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Được rất là nhiều thông tin cung cấp. Hôm nay tiếp tục hành trình Bùi Hồ qua đó để tìm hiểu thực hư như thế nào về cái gương mặt của cô gia gái lại bị khối u làm biến dạng như vậy. Đây là một cái cảnh sông nước cô bác, quý anh chị có thể thấy được rất là đẹp phải đúng không? Dạ cô bác quý anh chị, thì sau một hành trình len lỏi ở những cái nơi của vùng quê của quận Phú Tân, thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại nhà của chị Hương. Và sau lưng cô bác quý anh chị đó chính là ngôi nhà mà chị Hương đang ở. Thật sự ra thì nhìn ngôi nhà ở sau lưng này rất là khang trang, nhưng ngôi nhà này không phải là ngôi nhà của chị, mà là ngôi nhà phụ thờ của anh em của chị gom góp nhau để mà xây thờ ông bà. Và được biết một số thông tin chia sẻ từ chị dâu của chị Hương, thì chị đã bị gương mặt như thế từ nhỏ, và đã nhiều lần chạy chữa nhưng đến nay vẫn chưa thành công vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Để đến đây được thì hôm nay Bùi Hồ có sự hướng dẫn rất là nhiệt tình của bạn Thanh Hải lang thang. Thôi bây giờ mấy anh em mình đi nha. Hôm nay đến đây thì trời cũng rất là nóng nực, cũng ở đây mới có khách quá. Dạ mới có khách nha. Chào Hương nha. Rồi Hương ơi, thì như thế này, Hương có thể giới thiệu về mình cũng như là cuộc sống của mình hiện nay đó Hương, và mình bao nhiêu tuổi rồi đó? Em năm nay 31 tuổi. À. Em thì em đang làm công nhân trên xứ Mỹ. Rồi anh nhận thấy là cái gương mặt của mình đang bị chạy xệ và chiếm phần nửa phần mặt. Yeah. Phía bên trái, yeah. Ở đối diện cô bác quý anh chị đó, thì cái gương mặt mình như thế lâu chưa? Em bị hồi lúc 3 tuổi. Lúc nhỏ thì nó mới nhỏ thôi, nhưng mà nó lớn theo tuổi á, dần dần nó bự thêm. Thì ba mẹ Hương bây giờ hiện nay còn không? Ba má anh mất mấy năm. Hiện tại thì em sống với anh với chị dâu. À, vậy là mình cũng chưa có gia đình đúng không? Dạ, em chưa có gia đình. Cái gương mặt mình như vậy đó thì nó có đau đớn gì không Hương? Nó cũng vẫn bình thường, nó không có đau. Lúc mà ba mẹ còn hiện tiền thì ba mẹ có chở mình đi khám bệnh không? Dạ có, hồi năm 2002, 2003 thì ba má em dẫn em đi mổ từ thiện ở Sài Gòn á. Ừ. Cũng có mổ một hai lần. Ừ. Nhưng lúc đó thì người ta mổ thí nghiệm thôi. Ừ. Nhưng mà người ta không có thẩm mỹ. Bác sĩ thì nói nếu như mà có tiền để thẩm mỹ á thì nó sẽ hết. À. Vậy thì cái gương mặt của mình như thế này nè, ra đường thì mình có bị mặc cảm không? Cũng có một số người gặp mình ta sợ á, người ta làm thấy lúc đó thì thấy buồn, nhiều khi người ta sợ mình người ta tránh né, còn cũng có một số người thì cũng không có, cũng đồng cảm cho mình. Anh thì cảm thấy cái bên phía mắt bên khối u nó ở phần bên tay trái của anh. Yeah. Nhìn qua em thì nó đã bị che phần sưng, nó đã che phủ một con mắt. Yeah. Vậy thì đôi mắt khi còn thấy đường không em? Nếu em dở mí lên thì em thấy. Ừ, có thể dở cho mọi người xem. Yeah. Bạn thấy đường đúng không? Dạ. Ôi ơi. Rồi. Phải nói gì? Rồi cảm ơn. Bản thân của anh thì đôi khi nhìn bình thường á thì ấy, nhưng mà
khi em dở cái đôi mắt của mình lên thì cũng cảm thấy cũng sợ, vừa sợ mà vừa thương nữa. Ôi ơi, việc ăn uống của mình như thế nào ha Hương? Em ăn uống, em sinh hoạt cũng giống bình thường. Lúc đó thì bệnh của mình thì bác sĩ nói của mình là bệnh gì? Lúc đó thì bác sĩ nói bị u xơ thần kinh. U xơ thần kinh hả? Dạ. Rồi bác sĩ có nói báo với mình là trị hết không? Lúc trước bác sĩ thì nói trị hết. Nhưng mà bác sĩ nói lúc đó thì nói trị khoảng 50 đến 100 triệu. Lúc đó thì nó cũng nhiều quá. Chứ tới bây giờ cũng vắng, mình không có đủ tiền, để đủ khả năng để mình điều trị. Hiện nay thì mình ở với ai? Hiện nay thì em ở với anh trai, chị dâu trong nhà. Anh trai với chị dâu. Thì Hương đi làm tự sống cho mình. Dạ, em đi làm tự sống. Ở khoảng vài năm nay thì Hương nói là trước đây thì ba mẹ mình trở đi vào khoảng năm 2002. Dạ. Thì khoảng vài năm gần đây thì anh với chị có chở mình đi không? Dạ không, từ lúc đó tới nay không có đi khám với chị đâu nữa hết. Khối u của mình nó lớn dần theo thời gian và nó chảy sợi xuống một phần như thế luôn hả? Dạ. Nó có cảm thấy nặng nề lắm không? Có cảm giác nặng. Việc ăn uống của mình sao ta? Em thì cũng ăn bình thường, cũng sinh hoạt bình thường chứ cũng không có thấy đau. Tối ngủ nghe rồi sao? Tối em ngủ cũng vẫn như mình chở mình cũng nghe và cũng bình thường. Chứ không có bị cắn hay bị đau gì hết. Lúc nhỏ là mình bị khối u ở đâu hay Hương hơn? Lúc thì nó u trên cái mặt á. Nó u của nó nghe dần dần nó bự ra, nó chảy xệ xuống. Rồi. Cái chuyện mà hỏi chuyện này, cái trước giờ mình có tình yêu nào không? Dạ không. Trước giờ cũng chưa có yêu ai. Dạ. Dạ. Cũng có một số cô mấy chị ở sớm mà nè. Cũng làm mai, cũng ngỏ lời làm mai với mình, nhưng mà em thì em cũng không muốn, tại vì nhiều khi mình sợ người ta tới á, người ta gặp mình cái người ta không chịu hay là người ta thấy này, mình lúc đó thì mình sẽ mặc cảm nhiều hơn. Cũng không chịu. Đến tuổi này của Hương thì rất là nhiều người đã có gia đình và cũng có con. Nhưng đến nay thì đối với Hương, tuổi coi như là đã thanh xuân nó cũng nửa đời rồi. Vẫn chưa có một cái tình yêu. Vậy thì Hương có thể chia sẻ về cái này không? Em cũng không biết. Thì bây giờ thì em cũng vẫn chưa có yêu ai, cho nên em cũng chưa muốn có gia đình. Hương làm công ty là làm công việc gì ha Hương ha? Em làm khô mực á, khô mực mình tẩm gia vị. Mình tẩm gia vị ăn liền. Mình làm đủ sống không? Dạ cũng đủ sống, đủ sống hàng ngày. Làm ở gần đây không? Em làm cách đây khoảng 2 cây số. Mỗi tháng mình nhiêu ta? Em làm đủ tháng luôn á thì khoảng 3 triệu mấy gần 4 triệu. Cái đó là đủ tháng luôn ha. Dạ, làm đủ tháng. Là ngày làm mình làm 8 tiếng. Dạ, ngày làm 8 tiếng. Nếu như mà có một cái ước muốn thì Hương sẽ ước muốn cho mình cái điều gì ta? Em nếu có ước muốn thì em cũng ước muốn là cho mình được thẩm mỹ để chữa trị cái mặt của mình á. Làm cho mình bình thường trở lại để em đi xin việc làm, đi này kia thì cho dễ dàng hơn. Em chỉ có thể làm gần đây thôi chứ không xin cho công ty không làm được. Cái chỗ em hiện làm bây giờ thì cũng quen á, cho nên xin thì lúc trước xin thì người ta cho nhận. Hiện nay những chỗ khác xin thì người ta không nhận, để nói là cái mặt của em á sẽ ảnh hưởng đến những công nhân khác á, cho nên ta không nhận em vô làm. Cái cảm giác lúc đó thì em sao? Tất cả đó là thì nhiều khi em cũng thất vọng, em cũng buồn á, mặc cảm luôn á. Tâm sự với Hương thì cũng không biết nói gì hơn. Hy vọng thì mọi người, cô bác quý anh chị cùng xem clip này để chia sẻ, để Hương có một cái tia hy vọng giống như là anh Mến cũng ở huyện Phú Tân mình luôn. Để Hương có lại thắp sáng lại cái cuộc đời của mình trong cái tương lai sắp tới. Trước mình giờ mình có đi học không? Dạ có, lúc trước em học hết lớp 9 em nghỉ. Vì mặc cảm mình nghỉ hay sao? Không, tại lúc trước thì nhà không đủ điều kiện á, cho nên em nghỉ học. Hương có thể cho đây cho cô bác quý anh chị số điện thoại và địa chỉ ở trên này. Dạ, số điện thoại của em là 0327 458 610. Ở đây là địa chỉ là xã gì ta? Em ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ở đây huyện Châu Phú, tưởng đâu là huyện Phú Tân. Lúc nãy nói ra nó.
Thầy cảm ơn Hương trong ngày chia sẻ ngày hôm nay. Thì cô bác quý anh chị, thì Hương là một người thiếu nữ gặp một cái căn bệnh quái ác khối u trên cái gương mặt của mình, chiếm hơn nửa phần của gương mặt, làm cho một phần của bên trái của Hương ở phía màn hình của cô bác quý anh chị chạy sợi, vừa thương mà vừa lo. Nếu như cô bác quý anh chị thấy xót thương cái hoàn cảnh của Hương thì hãy chia sẻ rộng rãi cho cộng đồng cùng biết, cũng như là Hương có cơ hội tìm lại cuộc đời giống như hoàn cảnh của anh Mến. Bùi Hồ cùng với Thanh Hải lang thang tìm đến đây không phải là gì để câu view hay là mục đích trục lợi cho mình, nhưng Bùi Hồ thay cho chị Hương muốn nhờ sự chung tay đóng góp của cộng đồng, cũng như là cho chị Hương có một cái hoàn cảnh, có một cái cuộc sống tốt hơn trong thời gian sắp tới nếu như được chữa trị. Thôi thì cảm ơn chị Hương hôm nay rất là nhiều nha.